vị các bạn lắng nghe tiếng chuông mới của giáo sư truyền tin. Vâng, bộ chuông mới của giáo sư truyền tin làm phép ngày 25 tháng 3, ngày lễ Quan Thầy hôm qua. Và giờ này đang được rung lên. Vâng, tiếng chuông của giáo sư truyền tin, bộ chuông mới đang được rung lên trên khu vực thánh đường giáo sư truyền tin. Vâng, trong lúc này chúng tôi thấy cha xứ và bà con giáo xứ cũng đã ra để cảm nhận và nghe tiếng chuông mới. Tiếng chuông vang lên trong thời tiết hôm nay gió làm mát mẻ. Vâng, những lá cờ đang tung bay. Và các thợ chuông đã trở về gia đình nhà mình sau khi một ngày hôm qua ở bên Nam Định về đây, và các thợ xe chuông đã hoàn thành công việc của mình, đã trở về.